Xin chào quý bạn. Và hôm nay mình sẽ làm cái video này để hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi chúng ta khi chiếc camera Zvid không thể kết nối được ở trên điện thoại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa một số lỗi. Và hôm nay mình sẽ nói mới nguyên nhân để chúng ta khắc phục lỗi để chúng ta cài được cái chiếc camera Zvid ở trên điện thoại. Và hiện tại thì đây là chiếc camera và cũng rất nhiều trường hợp là chiếc camera không thể kết nối để gắn vào phần mềm, thì mình sẽ chỉ cho các bạn đó. Thì cách thứ nhất thì các bạn sẽ sửa lỗi một cách là thứ nhất là các bạn kiểm tra lại chiếc camera Ezbit của các bạn chế độ kết nối Wi-Fi là loại chế độ nào. Cũng là nhiều cái sản phẩm của camera Ezbit không phải là sản phẩm nào cũng hỗ trợ băng tần 5G, nên các bạn lựa chọn và kiểm tra lại cái sản phẩm của mình là có hỗ trợ 5G hay không. Nếu không hỗ trợ thì các bạn sẽ khi các bạn chọn cái wifi này, khi các bạn chọn wifi thì các bạn sẽ phải trước khi cài đặt của chiếc camera gắn vào tài khoản khi các bạn đăng ký tài khoản công rồi nhé, thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại cái wifi. Và lưu ý thì ở một số nhà ở một số khách hàng thì cũng cài tên wifi rõ ràng là văn tư này, hay là wifi là tên wifi và dạng 5G, nên các bạn sẽ thể hiện rõ hơn. Nếu các bạn không thể hiện rõ là 5G hay 2.4G thì các bạn sẽ phải kiểm tra vào phần modem mạng thì hoặc là cái wifi của các bạn. Nếu các bạn không thông thạo với cái đấy thì các bạn sẽ thử bằng cách khác là chúng ta sẽ lựa chọn lại wifi. Ví dụ mình sẽ chọn như thế này các bạn nhé. Ví dụ các bạn chọn wifi này như thế này. Nếu các bạn kết nối quá trình là không thành công, ví dụ như thế này nhé, mình sẽ chọn 5G và bây giờ mình sẽ vào ở trên phần mềm Ezbit này. Với chiếc camera mà các bạn không hiểu rõ cái camera của chúng ta là có hỗ trợ 5G hay không, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn và chúng ta sẽ đưa cái điện thoại đây. Đây là cái phần mềm mà mình đã đăng ký tài khoản thành công. Và bây giờ mình sẽ cài đặt chiếc camera gắn vào tài khoản để chúng ta xem trên điện thoại. Chúng ta bấm vào dấu cộng trên cung bên tay phải và chúng ta quét QR. Và chúng ta sẽ đưa cái điện thoại này vào cái phần mã vạch của sản phẩm hay là cái quyển sách hướng dẫn ở trong cái hộp sản phẩm. Đấy. Thì chúng ta sẽ đưa điện thoại vào cái mã vạch các bạn nhé. Khi đưa xong mã vạch thì các bạn sẽ tích vào đây là thiết bị của các bạn này. Rõ ràng là bật đèn nháy xanh thì các bạn tích vào đây đã nháy xanh này. Đấy, các bạn bấm kế tiếp và các bạn bấm khởi động và các bạn bấm vào đèn đã nháy xanh rồi đúng không? Kế tiếp. Và ở trong cái sản phẩm này lưu ý các bạn nhé, nhìn này. Sản phẩm này không hỗ trợ 5G và chỉ hỗ trợ 2.4G. Nếu các bạn cái tên wifi của quý bạn không thể hiện là rõ là tên nó là ví dụ tên wifi và không thể hiện chữ 5G hay gì đấy thì các bạn có thể lựa chọn cái wifi khác. Đấy, ví dụ như các bạn mình sẽ đánh cái wifi này nhé, thì sản phẩm này của quý bạn sẽ không kết nối được, không thể gắn được vào cái tài khoản này để chúng ta xem camera. Ví dụ này như này các bạn. Đấy, mình sẽ thử cho các bạn. Không thể cấu hình wifi 5G nếu kết nối wifi 2.4G nếu vững dạng. Thì khi thể hiện với sản phẩm này nó sẽ báo luôn cho các bạn là sản phẩm này không hỗ trợ. Thì các bạn sẽ hãy chuyển wifi. Đấy là cái tình trạng nếu các bạn không thể hiện cài được thì các bạn sẽ chuyển wifi và các bạn quay lại. Đấy. Và chúng ta sẽ kết nối như thế này là các bạn sẽ gắn được. Lưu ý đấy là cái trường hợp mà chúng ta khi kết nối của chiếc camera Ezvit mà chúng ta không chọn đúng tên wifi loại băng tần thì chúng ta cũng không thể kết nối được. Đấy là trường hợp không thể kết nối của chiếc camera Ezvit ở với một số mã. Đấy. Như thế này đã kết nối thành công này. Đang kết nối tới wifi. Đấy.
Đấy. Và các bạn hãy lưu ý là phải đợi chiếc Đã camera kết này nối tới gắn quần vào tài thoại. khoản thì chúng ta sẽ là đó là việc cài đặt thành công của chiếc camera Zvip. Đăng ký platform thành công. Đây là mình Cấu hình thành công. trong là Chào mừng làm bạn cái đến với video này Green Internet. thì mình sẽ không chỉ định nó là chiếc camera nào của Zvip, nhưng lưu ý là cả camera Zvip mã chung chung là con H chiếc camera H1C này hay là C6N. Ví dụ các bạn đây, đấy, mãi mới lắp được vào phần mềm. Đấy là cái trường hợp thứ nhất là các bạn sẽ phải phân biệt cái Wi-Fi băng tần 2.4G hay 5G. Lỗi thứ hai là trong quá trình kết nối Wi-Fi cài đặt camera không thể nào gắn được vào tài khoản. Thì đó là trường hợp mà các bạn chưa reset lại cái camera. Nếu các bạn không cài được, không nhận được thì các bạn hãy rút điện và chúng ta reset lại con cam. Đấy là trường hợp thứ hai cũng có thể xảy ra. Trường hợp thứ ba là các bạn lưu ý khi cài đặt của chiếc camera Zvip hay camera wifi trong nhà khác thì bạn sẽ thể hiện như này. Thì các bạn sẽ để điện thoại và camera và wifi để gần nhau để chúng ta cho nó kết nối cài đặt thành công thì chúng ta hãy đi lắp đặt. Đấy là cái việc thứ ba là trường hợp có thể xảy ra là khi chúng ta cài đặt chiếc camera Zvip không thành công. Còn trường hợp thứ tư là các bạn trong quá trình cài đặt các bạn lắp thẻ nhớ luôn vào chiếc camera thì chúng ta cũng có thể trường hợp này cũng không thể kết nối gắn được vào tài khoản. Đấy là bốn trường hợp. Còn trường hợp thứ năm nữa là một số nhà mạng nó có chặn cái đường gọi là chặn cổng của camera, chặn cổng port của cái camera đó và chúng ta sẽ cũng không gắn vào được tài khoản. Đấy là năm trường hợp mình giới thiệu với bạn để các bạn có thể sửa lỗi cái camera của Ezepic của các bạn không cài được trên điện thoại để chúng ta xem được trên điện thoại. Đấy là mình sẽ nói năm trường hợp đấy, các bạn có thể lọc. Trong trường hợp thứ năm đấy thì các bạn là nhà mạng ấy nó chặn cổng port của chiếc camera thì các bạn làm thế nào? Thì các bạn sẽ làm bằng cách là chúng ta sẽ phát 4G của chiếc điện thoại của chúng ta và lấy một điện thoại khác và chúng ta bắt wifi của 4G đó và chúng ta cài đặt phần mềm ở trên điện thoại kia và chúng ta quét mã vạch để cho chiếc camera kết nối xem có được không. Đấy là việc loại trừ việc là nhà mạng chạy cổng mạng nếu cài đặt được ở trên 4G thì chứng tỏ đó là cái hệ thống mạng của các bạn bị chặn port hay là đang có xảy ra vấn đề gì. Đấy là mình đã hướng dẫn các bạn khắc phục một số lỗi mà trong quá trình cài đặt camera Zvip không thể kết nối được để gắn vào tài khoản để chúng ta xem được chiếc camera ở trên điện thoại. Và trong quá trình cài đặt hay là cần hỗ trợ gì thì các bạn chưa hiểu chỗ nào thì các bạn có thể nhắn tin comment ngay dưới video này hay các bạn nhắn tin qua Zalo số điện thoại để bên dưới. Mình sẽ hỗ trợ quý bạn việc cài đặt những chiếc camera Zvip không kết nối được Wi-Fi. Hoặc là các bạn cần hỗ trợ gì thêm về cái sản phẩm camera Zvip hay là thiết bị công nghệ khác thì các bạn cũng thể để lại lời nhắn trong cái video này hay là nhắn Zalo số điện thoại mình đã để trong video. Và chúc quý bạn thực hiện thành công và sửa lỗi những lỗi chiếc camera Zvip của các bạn không kết nối được Wi-Fi. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bằng cách bấm đăng ký kênh và ấn nút chuông để khi mình ra một video mới về các thiết bị công nghệ hay thiết bị camera khác thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Và trong quá trình các bạn cần hỗ trợ gì thì các bạn cứ comment giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.